Lê Minh xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, Politico hôm 29 tháng 1 đưa tin, trích dẫn dữ liệu của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết, năm 2023, các công ty quốc phòng Mỹ đã cung cấp số vũ khí trị giá 81 tỷ USD ra nước ngoài, cao hơn 50% so với một năm trước đó. Tờ báo viết, các công ty quốc phòng của Mỹ đã thu được 81 tỷ USD doanh số bán quân sự mới từ nước ngoài vào năm ngoái, tăng hơn 50% so với năm 2022. Trong đó, dẫn đầu là các giao dịch khổng lồ được thúc đẩy bởi cuộc xâm lược Ukraine của Nga. Bài báo nhấn mạnh rằng, các thỏa thuận lớn liên quan đến việc cung cấp vũ khí cho Ukraine đóng vai trò chủ đạo. Bộ Ngoại giao Mỹ báo cáo rằng, các giao dịch lớn nhất là bán trực thăng tấn công và vận tải trị giá khoảng 30 tỷ USD, cũng như các bệ phóng tên lửa tầm xa cho Ba Lan và Đức. Theo tờ báo, điều này là do NATO mong muốn tích trữ các loại vũ khí hiện đại nhất trong bối cảnh liên minh này đối đầu với Moscow. Ấn phẩm cũng lưu ý rằng, các quan chức chính quyền Mỹ lập luận rằng nên lợi dụng sự thật là ngành công nghiệp quốc phòng của Nga bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây để tạo cơ hội nghiêm túc cho các công ty quốc phòng Mỹ và phương Tây giành lấy thị phần ở Moscow. Quý vị thấy đấy, bài báo không tuyên bố thẳng, nhưng những gì mà chúng ta đọc được đã chứng minh cho chúng ta ba điều không thể bỏ qua. Một là chiến tranh đơn giản chỉ là sự cạnh tranh thị phần xuất khẩu vũ khí. Hai là chiến tranh là con đường tắt nhất để trục lợi nhiều nhất. Và ba là thế lực đứng sau mỗi cuộc chiến. Bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào từng luận điểm quý vị nhé. Chiến tranh đơn giản chỉ là sự cạnh tranh thị phần xuất khẩu vũ khí. Ở điểm thứ nhất, theo như đánh giá của FPD thì thế giới có 10 nhà xuất khẩu vũ khí lớn nhất, lần lượt là Mỹ, Nga, Pháp, Trung Quốc, Đức, Ý, Anh, Tây Ban Nha, Hàn Quốc và Israel. Trong đó Hoa Kỳ là nước xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới, chiếm 40% doanh số bán vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2018-2022. Các công ty như Lockheed Martin, Boeing và Raytheon thống trị ngành công nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ. 10 nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Mỹ trong giai đoạn 2018-2022 là Ả Rập Saudi, Nhật Bản, Úc, Qatar, Hàn Quốc, Kuwait, Anh, UAE, Hà Lan và Na Uy. Còn Nga là nước xuất khẩu vũ khí lớn thứ hai, chiếm 16% doanh số bán vũ khí toàn cầu trong giai đoạn 2018-2022. Các công ty nhà nước như Rosoboat Export, Amas Antey và United Shipbuilding Corporation thống trị ngành công nghiệp quốc phòng của đất nước. Xuất khẩu vũ khí của Nga đã giảm 31% từ giai đoạn 2013-2017 so với năm 2018-2022. Ba nhà nhập khẩu vũ khí hàng đầu của Nga là Ấn Độ, Trung Quốc và Ai Cập. Điều này cho thấy khi cuộc chiến ở Ukraine nổ ra, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ buộc Nga phải nhảy vào tham chiến trong thời gian kéo dài. Nó sẽ làm Nga phải kiệt quệ về kho vũ khí, sau đó tập trung vào cuộc chiến dài này, sau đó bị trừng phạt vì cáo buộc tội ác chiến tranh. Kết quả là Nga không thể xuất khẩu vũ khí của mình ra thế giới. Trong bối cảnh này, đương nhiên, tổ hợp công nghệ quốc phòng của Mỹ là những người sẽ lấp đầy khoảng trống về nhu cầu vũ khí quốc tế. Một vấn đề đáng nói là họ sẽ thổi bùng cuộc chiến này dưới tầm cỡ quốc tế bằng cách đưa NATO vào xung đột. Từ đó các quốc gia NATO sẽ lao vào tài trợ cho Ukraine. Càng tài trợ nhiều thì nhu cầu mua sắm vũ khí càng lớn, và thế là họ lại chạy sang đồng minh Mỹ để mua. Lúc này, tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ sẽ tăng giá vũ khí, thậm chí dùng công nghệ vũ khí mà mình có để có quyền lực mềm bắt buộc các quốc gia vốn là khách hàng mua vũ khí nghe lời theo một chương trình nghị sự nào đó. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Năm 2023, thế giới rơi vào tình trạng hỗn loạn, chiến tranh Nga-Ukraine kéo dài và xung đột ở dải Gaza tái diễn. Khi nhu cầu về vũ khí tăng lên đáng kể ở nhiều nơi trên thế giới, Mỹ được biết đến như một cỗ máy chiến tranh không ngừng nghỉ, đã đưa ra một đánh giá hiệu suất cuối năm nổi bật khác về doanh số bán quân sự nước ngoài, kỷ lục 238 tỷ USD. Kể từ khi cuộc chiến hiện tại ở Ukraine bùng nổ, chính phủ Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào xung đột bằng cách cung cấp vũ khí cho Kyiv. Do đó, các đại lý vũ khí của Mỹ đã nhận được đơn đặt hàng tăng đột biến. Bên cạnh đó, các nước châu Âu do vấn đề sản xuất đạn dược và nỗi sợ hãi Nga ngày càng tăng đã lao vào vòng tay của các tay buôn vũ khí Mỹ. Kết quả là tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ đã được hưởng lợi rất lớn từ cuộc xung đột Nga-Ukraine.
khi cuộc xung đột sắp bước sang năm thứ 3, ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy Mỹ là kẻ thao túng đằng sau hậu trường và là người hưởng lợi chính. Washington nhằm mục đích khuếch đại lý thuyết mối đe dọa từ Nga để đe dọa các nước châu Âu rơi vào một cuộc chạy đua vũ trang, cuối cùng thúc đẩy lợi ích của Mỹ gây bất lợi cho châu Âu, Nga và cả Ukraine. Từ Ukraine đến Trung Đông, việc leo thang chiến tranh chắc chắn là tin vui đối với giới buôn vũ khí Mỹ, những người luôn tìm cách thu lợi khổng lồ từ tình trạng hỗn loạn. Rõ ràng, có mối liên hệ chặt chẽ giữa ngành công nghiệp vũ khí và chính trị Hoa Kỳ, và kỷ lục mới về doanh số bán quân sự ra nước ngoài của Hoa Kỳ chỉ chứng minh một điều, giới cánh tả đầu sỏ Hoa Kỳ thực sự là nguồn gây bất ổn lớn trên thế giới. Cho nên bây giờ, Washington tự hào khoe kỷ lục mới của mình từ doanh thu bán vũ khí, bất quá chỉ là khoe thành tích lợi nhuận từ những cuộc chiến tranh và từ máu của những dân thường vô tội. Đáng nói là khi một loạt cuộc bầu cử đến gần, Bộ Ngoại giao đã công bố số lượng bán quân sự ra nước ngoài của Hoa Kỳ vào năm 2023 để gây ấn tượng với các đại lý vũ khí trong nước. Rất có thể Washington có ý định phô trương thành tích của chính quyền Joe Biden với tư cách là người bán vũ khí nhằm giành được sự ủng hộ của ngành công nghiệp vũ khí cho Đảng Dân Chủ trong Quốc hội và cuộc bầu cử Tổng thống sắp tới. Nhưng niềm vui và khiêu vũ trên xác chết chưa chắc đã kéo dài. Mà ngược lại, chính quyền Biden sẽ phải đối mặt với phán xét của cộng đồng quốc tế. Thứ hai, chiến tranh là con đường tắt nhất để trục lợi nhiều nhất. Đầu tiên là cuộc chiến ở Ukraine. Kể từ khi nó bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, Mỹ và các đồng minh NATO đã ném hàng chục tỷ đô viện trợ quân sự cho Ukraine. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã gửi khoảng 21,3 tỷ USD hỗ trợ an ninh cho Kyiv vào năm ngoái. Các hợp đồng đã được triển khai dày đặc và nhanh chóng để tăng tốc độ sản xuất vũ khí, lấp đầy khoảng trống về nguồn cung. Và có một số ít công ty trong ngành có tính hợp nhất cao đang thu được lợi nhuận, đó là Lockheed Martin, Raytheon, Boeing hay là Northrop Grumman. Tất cả đều đến từ Mỹ và cũng đều nằm trong số những nhà thầu hàng đầu. Họ cũng sản xuất một số loại vũ khí đắt tiền và có nhu cầu cao nhất để gửi đến Ukraine. Xung đột đã khiến cổ phiếu của họ tăng vọt, với giá cổ phiếu của Northrop Grumman tăng 40% vào cuối năm 2022, trong khi giá cổ phiếu của Lockheed Martin tăng 37%. Vào tháng 10, Lầu Năm Góc công bố các hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD đang được tiến hành để bổ sung kho vũ khí quân sự của Mỹ cho các loại vũ khí được đưa ra chiến trường. Sản lượng tên lửa chống tăng Javelin nổi tiếng của Lockheed Martin được mệnh danh là Swan Javelin, người bảo vệ Ukraine, đã tăng từ 2.100 lên gần 4.000 mỗi năm. Trong khi đó, sản lượng hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao HIMARS tăng từ 60 lên 96 chiếc mỗi năm. Hoa Kỳ đã nâng cao hơn nữa vào tháng 11, trao cho Raytheon, công ty cũng là đồng sản xuất Javelin, một hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để cung cấp 6 hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia NASAMS khác cho Ukraine. Ngay sau đó, Lockheed Martin đã giành được hợp đồng sửa đổi máy bay F-35 trị giá 7,8 tỷ USD và 431 triệu USD để cung cấp HIMARS mới và các dịch vụ hỗ trợ cho quân đội Hoa Kỳ và các đồng minh nước ngoài. Úc cũng thông báo họ đang mua 20 hệ thống HIMARS và phần cứng liên quan với giá 558 triệu USD. Guồng quay mua sắm vũ khí được đẩy mạnh khi truyền thông liên tục đăng tải những cái gọi là mối đe dọa từ Nga. Kết quả là kích nổ chi tiêu quốc phòng toàn cầu. Trong những năm qua, chi tiêu quân sự của Mỹ liên tục đạt mức cao kỷ lục trong khi thâm hụt tài chính của nước này ngày càng trầm trọng. Đằng sau đó là ảnh hưởng mạnh mẽ của tổ hợp công nghiệp quân sự của họ. Trong suốt lịch sử Hoa Kỳ, tổ hợp công nghiệp quân sự, một nhóm lợi ích hùng mạnh, đã nhiều lần thao túng việc ra quyết định chính trị của đất nước và coi chiến tranh là con đường tắt để thu lợi nhuận, khiến chính phủ Mỹ gây ra hết thảm họa này đến thảm họa khác trên thế giới. Trên thực tế, vào tháng 1 năm 1961, Tổng thống Hoa Kỳ Dwight Eisenhower đã sử dụng bài diễn văn chia tay của mình để cảnh báo đất nước về điều mà ông coi là một trong những mối đe dọa lớn nhất. Khu liên hợp công nghiệp quân sự bao gồm các nhà thầu quân sự và những người vận động hành lang đang kéo dài chiến tranh. Ông Eisenhower cảnh báo rằng một cơ sở quân sự rộng lớn và một ngành công nghiệp vũ khí lớn đã nổi lên như một thế lực tiềm ẩn trong nền chính trị Hoa Kỳ và người Mỹ không thể không hiểu được những tác động nghiêm trọng của nó. Bài phát biểu có thể là khoảnh khắc dũng cảm và mang tính tiên tri nhất của Eisenhower. 50 năm sau, người Mỹ thấy mình đang ở trong một cuộc chiến tưởng chừng như không có ngày kết thúc. Ngay khi quân đội Mỹ ngừng hoạt động ở Iraq, thì các nhà lãnh đạo yêu cầu can thiệp vào Libya, Syria hoặc Iran. Trong khi chiến tranh liên miên gây ra tổn thất vĩnh viễn cho các gia đình và ngân sách ngày càng mở rộng,
nó cũng đại diện cho lợi nhuận vĩnh viễn cho một tổ hợp lợi ích kinh doanh và chính phủ mới lớn hơn. Tổ hợp công nghiệp quân sự mới được thúc đẩy bởi một kẻ thù mơ hồ và vô hình mang tên là kẻ khủng bố. Cựu Tổng thống George Bush và các trợ lý của ông nhất quyết gọi nỗ lực chống khủng bố là một cuộc chiến. Nỗ lực phối hợp này của các nhà lãnh đạo như cựu Phó Tổng thống Dick Cheney, đặc biệt chú ý là bản thân ông lại là cựu giám đốc điều hành của nhà thầu quốc phòng Halliburton, không phải là một bài hùng biện sáo rỗng. Một cuộc chiến không chỉ tối đa hóa quyền lực vốn có của Tổng thống, mà còn tối đa hóa ngân sách cho các cơ quan quân sự và nội địa. Liên minh mới này gồm các công ty, cơ quan và các nhà vận động hành lang đã làm lu mờ hệ thống mà Eisenhower biết đến khi ông cảnh báo mọi người Mỹ đề phòng tổ hợp công nghiệp quân sự giành được ảnh hưởng không chính đáng. Chớ trêu thay, nó đã có một số ngày tuyệt vời nhất dưới thời Tổng thống Barack Obama, người đã mở rộng triệt để các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và tuyên bố rằng một mình ông quyết định khi nào là chiến tranh và không cần ý kiến của Quốc hội. Theo dấu chân lịch sử, chúng ta dễ dàng thấy được kể từ khi chiến tranh lạnh kết thúc, Mỹ đã liên tiếp phát động chiến tranh Kosovo, chiến tranh Afghanistan, chiến tranh Iraq và nhiều cuộc chiến tranh khác, trong đó những người buôn bán vũ khí Mỹ đã kiếm được rất nhiều tiền. Ví dụ, điển hình nhất là chi tiêu của Lầu Năm Góc đã lên tới hơn 14.000 tỷ USD kể từ khi bắt đầu cuộc chiến tại Afghanistan, với 1/3 đến 1/2 tổng chi tiêu dành cho các nhà thầu quân sự. Phần lớn các hợp đồng này chỉ thuộc về 5 tập đoàn lớn là Lockheed Martin, Boeing, General Dynamics, Raytheon và Northrop Grumman. Các hợp đồng trị giá 75 tỷ USD trong Lầu Năm Góc mà Lockheed Martin nhận được trong năm tài chính 2020, gấp hơn 1,5 lần toàn bộ ngân sách dành cho Bộ Ngoại giao và Cơ quan Phát triển Quốc tế trong năm đó, với tổng trị giá 44 tỷ USD. Các nhà sản xuất vũ khí đã chi tới 2,5 tỷ USD cho việc vận động hành lang trong 2 thập kỷ qua, tuyển dụng trung bình hơn 700 người vận động hành lang mỗi năm trong 5 năm qua. Nhiều công ty đã lợi dụng điều kiện thời chiến như tốc độ giao hàng và thường ít có sự giám sát chặt chẽ hơn để tính phí quá cao cho chính phủ hoặc tham gia vào các hành vi gian lận trắng trợn. Năm 2011, Ủy ban Hợp đồng Thời chiến ở Iraq và Afghanistan ước tính rằng lãng phí, gian lận và lạm dụng có tổng trị giá từ 31 tỷ đến 60 tỷ USD. Trong một thời gian dài, Tổ hợp Công nghiệp Quân sự Hoa Kỳ đã nhiều lần coi chiến tranh là một lựa chọn phù hợp trong chính sách đối ngoại của họ nhằm theo đuổi lợi ích riêng của mình. Điều này đã gây ra nỗi đau vô tận cho người dân ở các nước khác và dẫn đến tình trạng hỗn loạn, bất ổn trong thế giới. Những hậu quả như vậy khiến người dân khắp thế giới không khỏi thắc mắc. Mỹ đã làm gì để gánh vác những trách nhiệm quốc tế mà họ vẫn luôn nhắc đến? Nó đã bảo vệ nhân quyền như thế nào mà nó luôn tuyên bố? Cái gọi là dân chủ mà các chính trị gia cánh tả thích chiến tranh không ngừng khoe khoang ở đâu? Bởi vậy mà không ít người nói rằng, chừng nào còn bán quân sự, còn kiếm lợi từ những hợp đồng mua bán vũ khí, Mỹ sẽ không bao giờ chán chiến tranh. Dự kiến, tốc độ tăng trưởng doanh số bán quân sự ra nước ngoài của Hoa Kỳ sẽ tiếp tục không suy giảm vào năm 2024, trong khi Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cho phép các cuộc xung đột gây thiệt hại cho những người vô tội ở các khu vực điểm nóng và lấp đầy túi của những kẻ buôn bán vũ khí ở Hoa Kỳ. Việc các chính trị gia cánh tả Mỹ vốn yêu thích chiến tranh đã chi hàng trăm tỷ USD cả trong nước và quốc tế để thúc đẩy lợi ích của Mỹ, mà thật ra lại là lợi ích của một số người hưởng lợi lớn nhất, cũng là một số tập đoàn lớn nhất thế giới bao gồm Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics. Những công ty này chiếm tới 297,68 tỷ USD vốn hóa thị trường. Những điều chúng ta thảo luận này cũng đã được chính truyền thông phương Tây Reuters thừa nhận dưới một báo cáo có tiêu đề "Chiến tranh nâng cao triển vọng lợi nhuận cho ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ vào năm 2024. Nước Mỹ bị thao túng bởi những ông chủ lớn vũ khí. Một sự thật rất phũ phàng là sự giàu có của Tổ hợp Công nghiệp Quốc phòng Hoa Kỳ lại không phải là sự giàu có của người dân Mỹ. Ấy thế nhưng ảnh hưởng của Tổ hợp Công nghiệp Quân sự đối với chính trị Hoa Kỳ rất lan rộng. Ở Mỹ, một người muốn được làm Tổng thống hoặc giữ ghế trong Quốc hội thì họ phải thực hiện các cuộc vận động tranh cử để có được phiếu bầu. Và những cuộc vận động tranh cử thì đều rất tốn kém. Do đó, các ứng viên tranh cử nếu không có tiềm lực tài chính vững mạnh thì họ phải có những nhà tài trợ rất mạnh ở phía sau hậu thuẫn cho các chiến dịch tranh cử của mình. Đối với nhiều chính trị gia Hoa Kỳ, dù họ thuộc Đảng Cộng Hòa hay Đảng Dân Chủ, phần lớn họ đều muốn có được sự ủng hộ của những kẻ buôn bán vũ khí, tài trợ cho các chiến dịch tranh cử của mình. Theo báo cáo của trang web Open Secrets, lĩnh vực quốc phòng đã chi hơn 101 triệu đô la cho vận động hành lang liên bang trong 3 quý đầu năm 2022, và các chi nhánh của các công ty này
đã đóng góp 17,5 triệu đô la cho các thành viên Quốc hội Hoa Kỳ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022. Do đó, quy mô lớn hơn, cả hai đảng và chính phủ Mỹ đều không dám xúc phạm tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ. Tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ hiện có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách quốc gia của Hoa Kỳ và ở một mức độ nào đó đã chiếm đoạt chính phủ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cách đây 2 ngày đã thẳng thừng tuyên bố rằng chuyển giao vũ khí và buôn bán quốc phòng là các công cụ chính sách đối ngoại quan trọng của Hoa Kỳ với những tác động tiềm tàng lâu dài đối với an ninh khu vực và toàn cầu, thể hiện mối quan hệ chặt chẽ giữa việc bán vũ khí của Hoa Kỳ và chính sách đối ngoại. Nói như vậy để thấy, tổ hợp công nghiệp quân sự Hoa Kỳ đã thúc đẩy các cuộc chiến tranh vì động cơ lợi nhuận của chính họ mà không chú ý đến hậu quả của chiến tranh. Vì miễn là các nhà sản xuất vũ khí bán được vũ khí, vậy là họ hài lòng rồi. Cuộc khủng hoảng Ukraine là bằng chứng rõ ràng nhất cho sự thông đồng. Kể từ khi cuộc khủng hoảng leo thang, tổng số tiền viện trợ quân sự mà Mỹ hứa dành cho Ukraine đã lên tới 30 tỷ USD. Phần lớn trong số đó đã chảy vào túi các gã khổng lồ công nghiệp quân sự. Nhờ đó, ngành công nghiệp quân sự Mỹ phát triển mạnh với nhiều nhà máy hoạt động hết công suất. Ngành công nghiệp quốc phòng thực sự thúc đẩy chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ một cách đáng kể, bởi vì họ là những nhà tài trợ khổng lồ cho các chính trị gia ở cả hai đảng, cho cả đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa. Vì vậy, để các cuộc chiến tranh tiếp diễn, đó đều là mong muốn và cũng là nhiệm vụ của bất kỳ vị tổng thống nào mà họ đã bỏ tiền ra hậu thuẫn cho tranh cử. Năm 2024 này là năm thứ 63 sau lời phát biểu chia tay của Tổng thống Hoa Kỳ, khi đó là ông Eisenhower mà chúng ta vừa nói ở trên. Người dân Mỹ cũng như thế giới nhớ lại những lời ông cảnh báo rằng cơ sở quốc phòng đang mở rộng của Hoa Kỳ đã vướng vào ngành công nghiệp tư nhân theo cách chưa từng có đối với Hoa Kỳ và thế giới. Tổ hợp công nghiệp quân sự này sẽ bóp méo mọi thể chế chính trị của Hoa Kỳ và thậm chí đe dọa chính nền dân chủ. Eisenhower đã thấy trước mức độ nghiêm trọng của vấn đề này, nhưng ông đã đánh giá thấp sức mạnh của tổ hợp này. Bằng cách liên tục thu lợi từ chiến tranh, khu phức hợp này đã làm giàu cho mình và phát triển thành một con quái vật có khả năng thống trị toàn bộ xã hội Mỹ. Nó đã được đan xen với mọi thứ mà con người có thể nghĩ tới và hình thành nên một mạng lưới khổng lồ vươn tới mọi ngóc ngách của xã hội. Ví dụ, khu phức hợp hình thành sau Thế chiến 2 và được củng cố trong chiến tranh lạnh với phần lớn các công ty Fortune 500 trở thành nhà thầu quốc phòng. Trong suốt thời kỳ chiến tranh lạnh, chi tiêu quốc phòng của Mỹ lên tới 10.000 tỷ USD và người hưởng lợi trực tiếp là tổ hợp công nghiệp quân sự. Nền kinh tế Mỹ đã trở thành chư hầu gắn liền với cỗ xe chiến như một số người đã nhận ra. Trong khu phức hợp, những người buôn bán vũ khí, chính trị gia và nguồn vốn tài chính có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các tập đoàn tài chính lớn như Citigroup, tập đoàn Rockefeller và tập đoàn Morgan đã nắm quyền kiểm soát các công ty vũ khí lớn của Hoa Kỳ và trở thành người bảo trợ đằng sau các chính trị gia, những người dựa vào sự quyên góp của họ để giành chiến thắng trong cuộc bầu cử và mang lại lợi nhuận trong việc hoạch định chính sách và phân bổ ngân sách. Việc di chuyển giữa các vị trí của chính phủ và doanh nghiệp tư nhân đã trở thành thông lệ cho mối liên kết này. Ví dụ, Bộ trưởng Quốc phòng hiện tại của Hoa Kỳ, Lloyd Austin, từng là thành viên ban giám đốc của nhiều công ty, bao gồm cả tập đoàn quốc phòng Hoa Kỳ Raytheon, sau khi thôi giữ chức tư lệnh Bộ Tư lệnh Trung ương Hoa Kỳ năm 2016. Được thúc đẩy bởi tổ hợp công nghiệp quân sự, Hoa Kỳ tiếp tục gây ra xung đột và tạo ra tình trạng hỗn loạn trên khắp thế giới, gây ra thảm họa cho nhiều quốc gia. Đồng thời, nó cũng phải gánh chịu hậu quả với hàng nghìn binh sĩ thiệt mạng và ngân sách tăng vọt khiến chính phủ đau đầu. Như chúng ta đã biết, 4 năm cầm quyền của ông Donald Trump không có một cuộc chiến nào xảy ra. Đáng nói là ông ấy lại là một tỷ phú nước Mỹ, cho nên ông ấy độc lập và nguồn lực tài chính để chạy đua tranh cử mà không cần sự chống lưng phía sau của tổ hợp công nghiệp quốc phòng Mỹ. Đương nhiên, điều này nằm ngoài lợi ích của tổ hợp này. Điều này giải thích cho chúng ta vì sao họ lại chống Trump một cách điên cuồng như vậy. Đó có phải là mong muốn của người dân Mỹ không? Không, nó đơn thuần chỉ là lợi ích nhóm, nhưng không phải là lợi ích của dân tộc. Hẳn quý vị còn nhớ tới một báo cáo của Politico trước đây nói rằng Trump đang làm nổ tung khu phức hợp công nghiệp quân sự. Điều này càng gia tăng sự phản đối của những tên đầu sỏ chiến tranh chống lại Trump. Trên thực tế, công nghiệp quốc phòng phát triển là một lợi thế. Nhưng nếu biến lợi thế này trở thành công cụ chỉ đạo chính trị, thì đồng nghĩa cỗ máy chiến tranh sẽ trở thành nguồn thu lợi khổng lồ cho những chú kền kền hiếu chiến. Vâng thưa quý vị, chúng ta cần phải rõ ràng minh bạch sự khác biệt giữa lợi ích quốc gia và lợi ích đảng phái, đất nước và chính phủ cầm quyền. Đây là những thực thể riêng biệt. Yêu nước thì phải phụng sự lợi ích của người dân nước mình, lắng nghe ý kiến người dân và mở cửa kênh tiếp cận công dân ở mức tối đa để kịp thời giải quyết vấn đề trong dân.
Đó mới là nhiệm vụ của chính phủ cầm quyền. Một chính quyền chĩa mũi súng vào lợi ích dân tộc, đi ngược lại lợi ích người dân, đẩy hàng nghìn binh lính của mình vào những cuộc chiến liên miên, tất cả chỉ để phục vụ lợi ích nhóm, thì đó dường như là phản quốc. Cho nên không ít người đã đứng lên kêu gọi luận tội ông Biden. Và đến đây thì chúng tôi xin được dừng lời để quý vị và các bạn có thêm bình luận, chia sẻ với chúng tôi. Chương trình ngày hôm nay đến đây xin được kết thúc. Lê Minh xin chào và đón chờ những bình luận của quý vị.